Nếu anh em muốn mua Robert một cách dễ dàng, nhanh chóng, uy tín, chất lượng thì hãy truy cập ngay robertviet.com để có thể thanh toán dễ dàng bằng thẻ điện thoại. Thanh toán dễ dàng, nhận ngay Robert nhé anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hi, và mình xin chào anh em và các bạn đã quay trở lại channel của mình, và mình là Trendly Gamer. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ thử đi mua trái quỷ Pika nha anh em. Một trái quỷ đã up từ rất là lâu rồi em. Và trái quỷ này thì anh em chỉ có thể mua được bằng CB. Còn những bạn nào mà không siêng cài CB đó thì có thể là anh em xem qua channel của mình để xem thử có là trái quỷ Pika nó như thế nào, hoặc là những channel khác em. Nói chung là trái quỷ này thì cũng khá là lâu rồi anh em à. Rồi bây giờ không linh tinh luyên thuyên làm mất thời gian của các anh em và các bạn nữa em. Thì bây giờ mình sẽ đi qua cái khu vực này để mua trái quỷ Pika nha anh em. Thì mình cũng đã cài CB cũng đã đủ rồi, là cần 3.500 CB để anh em có thể mua được trái quỷ Pika em. Thì sẵn đây thì mình sẽ giải đáp và một thắc mắc của rất nhiều anh em và các bạn mà làm nhiệm vụ hàng ngày để anh em có thể nhận những cái chuỗi ở đây em. Thì mình nghĩ là rất nhiều anh em đã biết rồi, tại vì cái đợt up 12 nó ra cũng rất là lâu rồi. Còn mình đây thì mình chỉ giải đáp cho những anh em và các bạn nào chưa biết em. Thì đối với cái nhiệm vụ hàng ngày đó thì anh em làm xong rồi đó. Đây, anh em làm xong thì sẽ để như thế này, và anh em sẽ không nhận được kinh nghiệm đâu nha anh em. Anh em phải bấm vào đây nữa ha. Đây, mình lấy ví dụ nè, mình sẽ lấy một cái ví dụ điển hình cho anh em xem ha. Thì ở đây, đây là một cây cột mốc đầu tiên của mình đúng không anh em, là gồm có 25 kinh nghiệm đúng không, SP ha. Thì mình đã được 15 rồi nè. Thì mấy nay mình không có cài anime fighting anh em à, mới cài lại ngày hôm qua thôi. Thì mới làm nhiệm vụ hàng ngày đầu tiên, hai cái đầu tiên chứ. Và mình cũng đã hoàn thành xong cái thứ ba rồi em. Thì anh em đã thấy con số 15 nó đã hiện lên rồi đúng không? Rồi á, khi mà anh em hoàn thành nhiệm vụ á thì anh em phải bấm vào đây để nhận nó nha anh em. Chứ nó không trực tiếp cộng SP vào cho anh em đâu nha. XP chứ. Đó, anh em phải bấm để nhận ha. Đây, mình bấm ở đây để nhận nó ha. Đó, nó phải hiện hoàn thành như thế này nè. Thì nó cộng cho mình là 5 XP nha anh em. Thì tùy theo độ may mắn của các anh em thì có những cái nhiệm vụ thì có 10 XP, cũng có cái nhiệm vụ thì nó chỉ có 5 XP thôi em. Ôi cái gì đây, vào đánh lộn hả? Đây nè, mình đứng yên cho đánh nè, mình đang chuẩn bị mua trái quỷ. Ôi bạn kia cũng đứng yên rồi, bạn này chắc cũng treo luôn nè anh em. Vui vậy, đâu để mình thử cái nào nè. Cùng sống cùng chết, cuối cùng mình chết trước. Nói chung á là mình không có cái sức mạnh của Overwatch nha anh em, nên là cái tỷ lệ mình chiến thắng rất là khó ha. Tại vì mấy nay mình không có cài, chứ mình có sức mạnh của Overwatch thì nó giảm sát thương rất là nhiều luôn. Rồi thì mình chủ yếu mình qua đây để mình đổi trái quỷ Pika anh em à. Hiện tại là mình có 6.525 cái điểm CB ha, mình đã cài ha. Rồi mình sẽ mua trái quỷ Pika nè. Hiện tại mình đang ăn trái Kaido nha anh em. Rồi mình sẽ mua Pika ha. Ủa gì kìa, để coi nào, coi nào. Sao mà mua Pika không được đây? Từ từ, như là mình phải bỏ đi năng lực trái quỷ hiện tại mình đang xài đó anh em. Đây, mình đang xài trái này nữa ha. Mình phải remove nó đi ha, thì mình mới có thể mua được Pika anh em. Rồi mình sẽ remove nó. Rồi ok, rồi thì mình sẽ mua Pika nha anh em. Đó, gì nữa đây, trời ơi, lỗi nữa hả? À, chưa bấm đó mà anh em, chưa bấm đó thì làm sao mà mua được đúng không? Rồi ok, thì mình đã có năng lực của trái quỷ Pika rồi, thì mình sẽ rời khỏi chỗ này đi anh em à. Chứ ở đây hồi một lát là đánh nhau điên cuồng nữa. Đây, qua chỗ củ vĩ đi em. Để mình bay lên. Trời ơi, cái gì mà ha, bắn loạn bơ lạng đồ các kiểu vậy. Đó, nhảy đây ha. Rồi mình sẽ quay về khu vực mà mấy bạn tân thủ vừa mới chơi game này cũng như vừa mới tạo ạc vào game này thì sẽ xuất hiện tại cái khu của củ vĩ này em. Rồi mình sẽ qua lại khu bên đây. Rồi thì với năng lực trái quỷ Pika thì mình sẽ có những chiêu thức gì? ZXC nha anh em. Chiêu X này mình thấy là tay le nè. Rồi không có, không có gì hot hết anh em à. Rồi nhưng mà không sao, đã bỏ tiền ra mua thì cũng phải review cho anh em và bạn xem thử ha. Rồi đầu tiên là mình sẽ kích hoạt năng lực trái quỷ. Ủa không phải nhân vật này, lộn tiệm rồi.
Trái quỷ kích hoạt bằng cái nút nào ta? Lâu quá cũng quên rồi anh em à. À số 7, số 7, số 7. Vậy mình sẽ bấm số 5 để dẹp vô ha. Kích hoạt số 7. Đây, ăn trái quỷ Pika vào. Đó. Ánh sáng chói lóa của Kizaru. Wow. Nhưng mà mình thấy là nó giống giống như Kamehameha đó nha. Có điều là nó hiện vàng lên thôi anh em à. Đó anh em thấy không? Giống Kamehameha lắm chứ bộ. Và sau khi mà xài cái nhân vật đó thì nhân vật của chúng ta sẽ đá một phát ha. Đó, đá. Rồi, kế đến là chiêu X nha anh em. Đây, cho anh em xem chiêu X thấy không? Từ từ, từ từ. Chờ nó hồi lại cái đã anh em à. Gì vậy? Ghê à? Dịch chuyển mà cũng ngầu dữ ta. Dịch chuyển siêu ngầu luôn anh em à. Dịch chuyển ngầu lắm. Rồi, mình sẽ dôm xa xa ra, mình sẽ dịch chuyển lại ha. Mình sẽ thử lên nóc nhà anh em. Ôi, nó không lên nóc nhà anh em mà hình như là chỉ dịch chuyển được một cái đoạn ngắn hạn đâu. Mình sẽ đứng từ trụ điện bên đây, mình sẽ dịch chuyển qua trụ điện kia ha. Đó. Thì sau khi mà anh em dịch chuyển như vậy thì sẽ gây sát thương cho đối phương ha. Đâu để mình thử bạn này coi. Rồi, chết luôn anh em à. Cái dạng mà mình ám toán chớp nhoáng đó anh em. Đúng là tốc độ của ánh sáng có khác mà. Rồi, kế đến là chiêu C ha. Gì vậy? Tà gốc, tà gốc. Oh my gosh. Mình không ngờ là nó khủng vậy luôn đó anh em. Giật cả mình. Ôi chiêu C khủng vậy. Đúng là ulti mà anh em, ulti có khác không? Đây nè mình nữa nữa cũng giác cái thay ra đây. Rành rành gì mà giác cái thay ra đây vậy ta? Hình như là bạn đó rành, hình như là mình thấy Magi á. Magi cài cũng nhanh, nếu mà các bạn nào xuyên cài thì tầm một ngày à. Ngày ngày mấy là lên rồi ha. Rồi nè, lại nè nha anh em. Cho anh em xem ulti ha, mình sẽ dơm dơm. Đây là dơm hết cỡ rồi nha anh em. Đây. Đó. Anh em thấy cái đốm sáng gì hồi nó nhiễu kìa. Ồ. Nó đánh cả màn hình đó anh em à. Vô vô mình sẽ cho con cụ vĩ biết sự lợi hại của mình. Đâu? Con cụ vĩ đâu? Ủa, cái chỗ con cụ vĩ đâu ta? Ở đây ha. 35 giây. Vô đây chờ sẵn nó trong đây luôn nè. Ủa Susanoo là lúc trước mình đặt là cái nào ta? Này là không phải. Cái đó là ngọn lửa của quả đó, quả long trong pha đi theo. Anh em nào xem pha đi theo chắc chắn biết chiêu đó ha. À mình phải bỏ cái này mới gồng được Susanoo lên. Đó. Con cụ vĩ đâu? Cụ vĩ đâu ra đây? Nó ra rồi. Tao sẽ cho mày thấy sức mạnh của trái quỷ Pika là như thế nào. Rồi chết ra. Từ từ anh Vĩ ơi. Chơi nó. Trời ơi nó đã. Solo với cụ Vĩ luôn nè. Nhảy lên liền. Nhìn xài Susanoo nghe nó chắn tầm nhìn quá ha anh em. Nhưng mà thật sự á, nếu mà mấy con boss này mà nó không đánh theo phần trăm đó thì với đẳng cấp của mình thì solo con boss của Vĩ này là một cách đơn giản easy luôn á. Nhưng mà có điều là nó đánh theo phần trăm máu anh em mà chị chịu không nổi nó đâu. Chơi nó. Tại đâu nó luôn nè. Nó có ngàn máu mà làm quá dùng nổi. Giỡn 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 mà. Để chơi nó. Mình có một chiêu dạng dạng là chiêu chết chùm anh em à. Cái chiêu đó mà trong solo mà lấy cái điểm CP mình rất là mê ha. Anh em chỉ cần đánh đối phương tầm 30% máu thôi. Còn lại 70% thì cái chiêu đó sẽ dứt điểm em. Thì cái chiêu đó của nhân vật Gon trong Hunter x Hunter ha. Cái chiêu mà lúc trước mình chơi cùi đó anh em. Nhưng mà cái chiêu đó là một cái chiêu dứt điểm rất là hay ha. Sau khi mà lên được 6.000 mấy CP, 6.500 CP á để mua trái quỷ Pika đó thì mình mới phát hiện ra cái chiêu đó lại lợi hại như vậy anh em à. Tại vì trong lúc mà dầu sôi lửa bỏng á thì mình cũng gần sắp chết rồi, thì bạn đó đã mất 30-40% máu rồi thì mình sử dụng cái chiêu đó để chết chùm luôn ha, rất là hay. Lúc trước mình chơi cái chiêu đó mình kêu tại sao lại có một cái chiêu ngu như vậy, nhưng mà bây giờ là mình thấy là một cái chiêu đó là một cái chiêu mà kết thúc đối phương đã nhất. Tại vì lúc mà anh em chiến
chiến thắng đó thì anh em cũng phải chết đi thôi để anh em nhận được một cái phần thưởng ha. Đây nè, chiêu này nè. Đó, một cái chiêu chết chùm rất là hay. Thôi, được à. Đánh củ vĩ vậy được rồi anh em à. Rồi thì coi như là video ngày hôm nay thì mình cũng đã cho anh em và các bạn thấy sức mạnh của trái quỷ Pika ha. Thì mình thấy là sát thương rất là kinh khủng anh em à. Nhờ cái bộ kỹ năng và chiêu thức rất rất là bá và đạo ha. Đây, mình sẽ xài lại cho anh em và các bạn xem ha. Rồi sau đó là mình kết thúc video mình nghỉ ha. Tại vì cái game này đó thì đối với năng lực trái quỷ Pika thì anh em cũng đã biết rồi. Rất là nhiều tựa game One Piece cũng đã làm rồi ha. Thì mình cũng đã thử cho anh em xem trái quỷ Pika trong cái tựa game Anime Fighting này làm có khác biệt gì với những cái tựa game One Piece mà lúc trước anh em chơi ha. Rồi đầu tiên là đây. Đó, anh em thấy không? Mình sẽ đá ra một cái luồng ánh sáng ha. Thì mình không biết là nó bay bao xa đâu. Thì mình sẽ đẩy cao cao một tí ha. Đó. Ôi nó dễ vướng đọt cây của anh em à. Rồi, rồi 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 rồi. Để mình nhảy lên trên nóc nhà luôn nè. Đó, mình sẽ nhảy lên cao, mình sẽ shoot lên trời luôn ha. À, nó đi một cái cự cự ly ngắn ngắn là nó tự nổ rồi anh em à, nó tự nổ chứ nó không đi được xa ha. Rồi còn cái chiêu ít này đó thì nó cũng đi ở một cái cự ly ngắn thôi. Coi như là mình ám sát đối phương từ phía sau lưng á, đó. Ví dụ mình lấy ví dụ một cái ví dụ điển hình đâu. Coi. Bạn này sẽ giúp đỡ mình thực hiện ví dụ đó ha. Như bạn đó nghĩ là bạn đó ắt thắng rồi, cái mình sẽ dịch chuyển lại nó. Coi như là mình ám toán là bạn đó chết, bạn đó sẽ không biết gì. Nếu mà mình mạnh mẽ còn mình yếu đuối quá đó thì nên chạy trước đi đem mà. Chứ mấy thì bạn đó đập giáp giò còn cổ không. Rồi cái đó là chiêu C. Thì chiêu C thì sau khi mà anh em bấm á thì anh em có thấy một cái ánh sáng như thế này nè, đó, nhỏ lắm. Nhưng mà không, tầm 3 giây sau thì anh em sẽ thấy cái sự khủng khiếp của nó như thế nào em. Coi như là cái ánh sáng đó ra là để triệu hồi cũng như là chỉ hướng cho những cái luồng sáng bự ở trên nó nhiễu xuống đó anh em à. Đây, mình sẽ làm lại chiêu đó ha. Đây 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 đây. Rất là khủng luôn nè. Đó. Mình đặt xuống ha, coi như mình triệu hồi đỏ anh em thấy không? Ai mà ở vùng này là coi như là mình sang bằng hết. Vậy vậy nó mới xứng đáng với 3.500 CP chứ anh em. 3.500 CP anh em farm đâu có dễ. Mình có X2 đó thì mình farm lẻ hơn anh em một tí ha. Bình thường anh em không có X2 đó thì anh em đánh thắng một trận thì chỉ được có 35 thôi. Ngoại trừ mà anh em đánh tổng thể đó thì anh em sẽ được 35 lúc đầu. Thì anh em sẽ giết những mạng sau được 5 5 5 5 5 nữa, chứ không phải là anh em giết một mạng là 35 đâu nha anh em. Một mạng 35 sẽ là mặc định ha. Và anh em phải giành được hạng nhất nữa nha. Thì nó mới tổng lại hết tất cả cho anh em. Còn giành hạng bét thì thôi vậy. Không có điểm nào luôn á. Không có cái CP nào luôn á. Rồi thôi. Thì video ngày hôm nay thì đến đây thì cũng đã kết thúc rồi em. Thì mình cũng gửi lời cảm ơn anh em và các bạn đã bỏ không ít thời gian ra theo dõi video của mình ha. Và hẹn gặp anh em và các bạn trong video lần sau và kế tiếp của mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em.